cho thuê phòng trọ có sẵn luôn bãi đậu ô tô, má con la miễn phí. Trời ơi, phòng trọ cho thuê gì mà sang dữ vậy? Thì cũng đúng thôi, do nhu cầu tăng cao nên các phòng trọ phải nâng cấp để đáp ứng chất lượng dịch vụ tốt nhất đến khách hàng. Mà phòng sang từ dịch vụ đến thiết kế của phòng cũng sang không kém, với tường được sơn màu trắng và đèn màu vàng. Đã vậy nội thất còn feel đầy đủ, mới 100% luôn đó. Hôm nay sang đến nỗi miễn phí dịch vụ dọn phòng một của hai một tháng, suốt hợp đồng luôn mới chịu. Do có ban công nên sẽ lấy ánh nắng ở từng ngóc ngách của phòng. Còn ai muốn tiết kiệm hơn thì cũng có phòng cửa sổ trời đón gió cũng không kém đâu nha. Ở đây thì được nuôi bé thoải mái luôn quý vị ơi. Ngoài ra cách bán kính 50m còn có công viên, sân tennis và trường mầm non nữa đó. Chưa hết đâu, căn hộ còn nằm trong khu biệt lập nên sẽ có chốt bảo vệ rất là an ninh, không khác gì chung cư luôn nè. Rồi, phòng đang cho thuê từ 6x đến 8x nằm trong đường Lương Định của thành phố Thủ Đức. Ai thấy phù hợp thì liên hệ đến 2fan ngay. Còn ai muốn tham khảo thêm nữa thì vào group cộng đồng 2fan nhé.